bánh của em thì có vẻ là đơn giản, nhưng mà cái ý nghĩa của nó thì nằm sâu bên trong cái bánh ạ. Thứ nhất là ở cái lớp cốt bánh em hơi bình tĩnh ạ. Thứ nhất là ở cái lớp cốt bánh ạ. Cốt bánh chính là nền tảng, là hệ thống tất cả các nhân viên của các phòng hành chính, của các thành viên trong ban giám hiệu và của các cô ở trong trường HOS ạ, đã dành công, dành những công sức và tình cảm của mình dành cho các con ở trường HOS. Và những cái lớp kem màu trắng ở bên trên đó chính là một tinh thần đoàn kết, tình cảm gắn bó chặt chẽ bao trùm với cả một chiếc bánh, tức là cả một cộng đồng HOS ạ. Và cuối cùng là những màu hồng ở trên chiếc bánh này là màu sắc của những bạn nhỏ ở trong ngôi nhà HOS, điểm tô sắc màu thêm cho một đội ngũ giáo viên và một mái nhà HOS ạ. Em xin cảm ơn ạ. Cô phải đứng gần một cái để nào lại đi.